Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nghi do sụt ổ gà trên quốc lộ 1 tại tỉnh Phú Yên do đường hư hỏng đang khắc phục vì mưa lớn kéo dài. Sáng ngày 14 tháng 11, Công an thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cho ông Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thì ủy Đông Hòa tử vong. Thông tin từ Công an thị xã Đông Hòa cho biết, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 12 tháng 11 ông phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa đi xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Đến đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa thì tự gặp tai nạn, bị thương nặng và qua đời khi đang được cấp cứu. Theo công an, có 3 ổ gà nằm về phía bắc vị trí ngã của xe máy do người đàn ông này cầm lái khoảng 30 mét. Xe máy của ông này không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên cho biết, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn quốc lộ 1 đang còn trong thời gian bảo hành của dự án thảm tăng cường nhựa do Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư. Để xảy ra tai nạn chết người do ổ gà trên quốc lộ 1 thì trách nhiệm thuộc về ai? Theo trưởng phòng điều hành dự án của Ban quản lý dự án Thăng Long, phải có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân tai nạn thì mới rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, việc chưa khắc phục được ngay các hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Phú Yên, dù là do khách quan bởi thời tiết bất lợi thì cũng có phần trách nhiệm của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Trước đây cung đường này cũng đã từng xảy ra chết người do xe sụp ổ gà. Theo đó, một người đàn ông ở Hòa Hiệp Bắc Đông Hòa, Phú Yên, chạy xe máy từ nhà đi thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để làm việc đến đoạn quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân, Đông, thị xã Đông Hòa, thì xe sụp ba ổ gà liên tiếp trên đường khiến cho người đàn ông tử vong tại chỗ. Khi đó, quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa cũng đang giai đoạn sửa chữa vì đường hư hỏng nặng. Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cũng đổ cho thời trời tiết và mưa kéo dài nên việc sửa chữa chậm.